qua bên kia. Chết rồi, tới tôi rồi. Đây là tên một câu chuyện cổ tích. Rồi thì thua. Cổ tích gì mà cho chó ăn hả? Cho chó ăn hả? Bỏ mà luôn. Đi liền chưa? Đi liền chưa? Chưa kinh bông. Lẹ đi, nó nổ bể đầu em bây giờ. Em không thấy đường. Cái này em phải cảm ơn chị thư của em. Chị thì không biết em phải sao. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Ủa là tôi đoán hả? Trời đất ơi. Cô đúng đó. Chắc là khó đấy. Nam Thư, Nam Thư. Rồi, gợi ý. Đây là một hành động. Hít đất. Yeah. Chính xác, bỏ vị trí. Đây là cái gì? Tên một bài, tên một trò chơi. Bơi bóng, bóng lẹ đi. Anh với em lần lẹ đi. Quá. Lên. Ra đi biệt cận đi không? Đua xe. Dạ, dạ có quyền ra dấu mấy chữ nha, có quyền ra dấu mấy chữ. Hay quá, hay quá. Đua xe đạp. Mọi tay vô xe. Ủa bây giờ nếu em biết thì sao? Em biết kệ em. Trời ơi. Ôi. Đua xe máy. Qua qua. Từ từ thôi. Đây là tên một bài hát. Ở tài quá. Mấy chữ? Hai chữ. Lẹ đánh giá. Nghĩ làm sao cái chữ xe điện đụng mà không đoán ra. Như vậy là Nam Thư là người gánh hậu quả. Mặc dù cô ấy là người đưa ra đáp án duy nhất tới thời điểm này, là người có công duy nhất của đội này. Còn hai bạn coi như là hại người ta. Nhưng mà cái bài hát gì mà ủa như vậy chưa đủ điên hả? Nhưng mà nó thiếu thằng. Chỉ em đó. Dạ nó phải thằng Khoa đó. Cái vấn đề là mặc em Khoa là người không biết cái bài hát này. Thì có biết là vì sao đó là bọn bòi vì sao tôi nhớ thế này hát hoài. Chương trình đừng có hát. Mời đội tiếp theo. Quý vị thân mến, bây giờ là đội tiếp theo là đội Harry Won, Rick Phan và Trương Mỹ Nhân. Các bạn nên nhớ đội người ta chỉ có một lần đúng. Chúng ta vượt qua số 1 là chiến thắng. Còn đội mình nên nhớ hãy bơm vào người nào cần thiết. Tốt. Ví dụ như Trương Mỹ Nhân mình không ghét thì mình bơm nhẹ. Tới gặp mấy đứa mình đàn ông mà để tóc dài mình bơm mạnh. Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ bắt đầu. Đây là một hành động làm người ta rất thoải mái. Cái gì vậy? Thoải mái hả chị? Chân. Ba chữ Harry ra dấu. Sơn móng chân. Sơn móng chân. Sơn móng tay. Trời ơi. Mắt xa đầu xa cổ xa lưng. Nhanh lên cơ Khoa. Nhanh lên Khoa. Đổi 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 đổi. Đây là tên một bài hát. Của ai vậy? Có ai vậy? Quá thân mình. Và anh cứ đi đi. Bơm đi, bơm đi, bơm đi. Đưa tiền. Trời ơi, thích tay là thích. Đưa tiền. Nhẫn. Oh!
gì là coi như thêm một cái người chơi mà. Trời ơi, ủa cái bài gì mà đưa cái nhỏ? Đừng nói cái bài với chân nhỏ vũa móng chân gần chết mà bà đó rửa móng chân mà đó tùm lum. Rồi các bạn cái nhẫn quỳ xuống đưa lên thì làm gì? Cầu hôn. Thì cầu hôn thì là cái gì? Đây, bây giờ nè, bây giờ nè, em nè, em đám cưới rồi nè. Bây giờ anh hỏi em lúc em cầu hôn giờ em cầu hôn sao? Cưới không? Cưới không? Cái gì? Cái người đó chỉ là muốn mình phong thôi chứ không là ông này không có cưới thiệt đâu. Không có cưới thiệt hả? Dạ. Bởi vì chán là Harry làm quá thông minh luôn á. Thiệt tình không sợ đối thủ mạnh. Em sợ. Chỉ sợ đồng đội. Như vậy là lượt đầu tiên là thật bất ngờ là đội Nam Thư Lâm Vĩ Dạ Bạn Khoa giành chiến thắng dù chỉ là một đáp án. Xin chúc mừng. Nghe một cái thì cũng thắng anh thấy không? Tại vì có một cái duy nhất mà thắng. Trong khi đó đội bên đây là từ nó dễ hơn tụi em rất là nhiều. Bây giờ lượt thứ hai xin mời. Lượt thứ hai này chúng ta nhớ tìm ra nhiều đáp án. Tôi tin vào đồng đội của tôi. Và đây là gợi ý. Đây là tên một món ăn. Rất đơn giản. Mấy từ? Quá đơn giản. Ba từ. Không được nói chuyện nữa. Hủ tiếu gõ. Chính xác. Đổi. Thơm vây. Đây là một cụm từ chỉ hành động. Ok. Ba từ. Một cụm từ chỉ hành động ba từ. Bắt đầu nè. Trong cái giường. Ôi, mỏi rồi. Chuối. Lỗi anh hai. Trồng lỗi ba từ. Trồng cây chuối. Đổi. Trời ơi, tôi đổi được tôi về đây nữa. Đây là một câu thành ngữ. Thành ngữ mấy từ? Một lần nữa người có công lại bị phạt. Đau đớn thay người tạo ra kết quả cho đội mình lại bị dính bong bóng một lần nữa. Và người tiếp tục làm cho nó thử dính bằng cách bơm nhiều đó là rít phan. Để coi, em chống mắt là em coi. Mới. Rồi, mời đội tiếp theo. Đây, xin mời đọc. Đây là một cụm từ chỉ điều mà Lâm Vĩ Dạ luôn mong muốn. Trương Thế Vinh. Chính xác là có ba chữ. Ủa bơm rồi hả? Ba chữ. Bụng nhỏ. Sai. Thích mở bụng. Sai. Thích mở bụng. Sai. Không mở bụng. Quá thêm. Đây. Không, chị qua đây. Em qua bên kia. Chết rồi, tới tôi rồi. Đây là tên một câu chuyện cổ tích. Rồi, thua. Không có tuổi thơ. Mấy chữ? Chưa có bảng. Bốn chữ. Thỏ mà rùa. Cổ tích gì mà cho chó ăn hả? Cho chó ăn hả? Thỏ mà rùa. Gặp em Khoa ơi, gặp con này áo ơi, chùm nha. Hút hả? Harry. Trời ơi. Cổ tích gì mà hút. Cái gì ghê quá vậy? Trời ơi, con gặp em quá nữa. Không sai, hút thuốc. Cầm hút thuốc. Đúng, chính xác. No, smoking. Mấy chữ? No, smoking. Bốn chữ. Ngừng đi, lẹ lên, đổi chỗ cho anh đi. Nhanh mày vô đây đi. Qua đi. Qua cái chữ thôi. Qua cái chữ thôi. Qua cái chữ thôi, về chỗ kia lại. Đây là một câu, một thành ngữ. Đây là một thành ngữ. À, từ ngữ. Trời ơi, thương tôi đi. Thành ngữ. Thành ngữ. Ếch ngồi đại giếng. Chính xác. Chết rồi, đây là em đó hả? À, đây là tên một bài hát. Đau mắt hột. Chảy nước mắt. Mỗi chữ. Qua. Trời ơi, đúng rồi, qua đi. Harry, em ráng ra chúng cái được không? Dạ. Harry ơi, ráng. Ê, anh bên đi tới em bây giờ. Ê, không biết. Đây là một câu thành ngữ. Đã không biết đâu.
Đúng rồi. Kẻ cưới ngựa lỗ hoa. Gần đúng, gần đúng. Gần đúng. Xem hoa. Mày điện chưa? Chưa kinh bông. Lẹ đi, nó nổ bể đầu em bây giờ. Giật điện. Trời ơi, đây là một nhân vật hoạt hình. Mấy chữ nha. Như vậy là kết thúc. Đội của Harry Won mang về được 4 đáp án. Xin chúc mừng. Bây giờ hỏi nè, Đích Phan. Dạ. Sao cái gì cũng không biết gì cơ? Không phải, em không thấy đường. Cái này em phải cảm ơn chị Thư của em. Chị thì không biết em phải sao. Nè, tất cả mọi người đừng nhìn. Để mình Đích Phan nhìn, để Đích Phan diễn tả sao nha. Dạ. À, dễ nè. Có ai dễ. Biết, có ai biết nha. À, không được nói chuyện. Cái con đó, thầy bói xem voi. Ủa sao mình nhìn cái đó mà biết vậy? Hay quá hay. Cái này là con voi hả? Này là con rắn mà. Đây nè, bây giờ thử nè. Coi mặt con voi giải thích nè. Ôi, nãy giờ em bơm nhiều quá. Tôi ảnh hưởng tới trí thông minh anh ạ. Rồi. Rồi anh nói đi. Diễn tả đi, diễn tả. Diễn tả đi. Diễn tả để nghệ sĩ đoán nha. Đi qua cầu tre đó chúng cái gót. Đi cầu khỉ. Dấp té. Dấp té. Dấp. Dấp té sắp mặt. Chính xác. Như vậy là đợi chúng ta hòa nhau là một điều. Ở cái phần này là chơi cho vui để khởi động, để chúng ta gọi biết người nào ở vị trí nào, ai sức mạnh như thế nào, để lát nữa mình đọc.